Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Liverpool với Benfica 2 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2022, lượt về tứ kết Champions League. Với đẳng cấp và sức mạnh vượt trội, Liverpool đã dễ dàng giành chiến thắng 1-3 ngay trên sân khách ở lượt đi để đặt một chân vào bán kết. Được thi đấu tại thánh địa Anfield trong trận lượt về, Liverpool trên lý thuyết dư sức làm gỏi những vị khách tới từ Bồ Đào Nha. Nhưng có lẽ viễn cảnh ấy sẽ không xảy ra. Sở dĩ nói vậy là bởi hai bàn là cách biệt đủ an toàn để Liverpool có quyền thi đấu toan tính trong trận lượt về. Còn nhớ ở vòng 1-8, Liverpool từng đánh bại Inter Milan 0-2 ngay tại Giuseppe Meazza nhưng sau đó đã để thua tối thiểu tại Anfield. Không loại trừ khả năng, The Kop sẽ lại bước vào cuộc tái đấu với Benfica cùng tâm lý bảo toàn thành quả. Đây là lựa chọn hoàn toàn dễ hiểu nếu nhìn vào lịch thi đấu của Quỷ Đỏ vùng Merseyside. Trong bối cảnh vừa bung hết sức cho trận đại chiến Man City cuối tuần qua, các trụ cột quan trọng của Liverpool cần thời gian phục hồi thể lực để chuẩn bị cho màn tái ngộ Man City ở bán kết FA Cup, rồi sau đó là trận derby lớn nhất nước Anh gặp đại kình địch Man United tại ngoại hạng Anh. Khi trước mắt là hai trận cầu quan trọng như vậy, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu huấn luyện viên Jurgen Klopp tung ra sân đội hình phụ và chỉ đạo các học trò thi đấu từ tốn trong cuộc tiếp đón Benfica. Với việc Liverpool không có ý định đá hết mình, đặt cửa Benfica được chấp 1.5 full time mới là sự lựa chọn khôn ngoan. Chốt kèo châu Á, Benfica được chấp 1.5 full trận. Mặc dù có lẽ chỉ đặt mục tiêu bảo vệ thành quả nhưng không vì thế mà Liverpool chủ quan, nhất là sau những gì Benfica đã thể hiện trước Ajax ở vòng 1-8. Cần biết, trận thua tối thiểu 0-1 trước Inter Milan ở lượt về vòng đấu trước mới là thất bại đầu tiên của Liverpool sau 22 lần ra sân gần nhất. Trên thực tế, Liverpool đã khiến Inter Milan gần như bất lực trong việc ghi bàn và pha lập công của Lautaro Martinez đơn giản chỉ là một tình huống tỏa sáng cá nhân. So với nhà đương kim vô địch Serie A, Benfica rõ ràng là thử thách dễ thở hơn. Vì vậy, Liverpool thừa khả năng giữ vững được lợi thế. Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình, Liverpool sẽ chơi một trận sòng phẳng với đội khách, các anh em có thể đặt niềm tin vào đội chủ nhà. Chốt kèo châu Âu, Liverpool thắng. Ở vào thế chẳng có gì để mất, Benfica chắc chắn sẽ dồn lên chơi theo kiểu được ăn cả, ngã về không. Tuy nhiên với thực lực hạn chế, e rằng Benfica khó lòng tạo ra nhiều áp lực cho hàng thủ của Liverpool. Với việc đội chủ nhà không có ý định bung sức, e rằng 90 phút sắp tới tại Anfield sẽ khó xuất hiện cơn mưa bàn thắng. Đặt cửa xỉu 3.25 full time anh em sẽ có nhiều cơ hội thắng kèo. Chốt kèo tài xỉu, 3.25 chọn xỉu full trận. Chốt kèo, kèo châu Á, Benfica được chấp 1.5 trái full trận. Kèo châu Âu, chọn Liverpool thắng. Kèo tài xỉu, 3.25 trái chọn xỉu full trận. Dự đoán tỷ số, Liverpool 1, Benfica 0. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.